Tôi là Lưu Văn Thao, tôi là nhân viên kinh doanh tại công ty Tân Tiến Thành. Hiện nay trên thị trường xuất hiện keo tibon giả với chất lượng thấp. Khi sử dụng thì không đảm bảo được chất lượng, vật liệu rắn thì dễ bị bong và rơi sau một thời gian sử dụng. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách để phân biệt tibon thật và tibon giả. Trên tay tôi hiện tại đang cầm hai ống tibon. Đối với tibon thật thì nhìn màu sắc bên ngoài thì nó có màu vàng tươi và sáng bóng hơn so với cái tibon giả. Tibon giả thì chúng ta có thể thấy là màu sắc của nó có vẻ thâm hơn. Cách thứ hai chúng ta có thể phân biệt cái tibon giả đó là chúng ta nhìn vào phần ống giấy và phần đáy. Đối với tibon thật thì cái phần đây chúng ta có thể thấy là nó rất là bằng phẳng. Còn đối với tibon giả thì nó được đóng rất là gồ ghề. Cách tiếp theo thì chúng ta có thể quan sát vào phần đáy của nó. Thì đối với tibon giả thì khi chúng ta sờ tay vào đây thì cảm giác nó rất là sắc và có thể bị đứt tay. Còn đối với tibon thật thì khi chúng ta sờ tay vào đây thì hoàn toàn cảm giác nó không hề bị sắc một chút nào. Ngoài ra đối với tibon giả thì khi cái màu sắc của keo khi bắn ra thì nó có màu nâu. Còn đối với tibon thật thì màu sắc của nó bắn ra thì nó có màu da bò. Trên đây là một số điểm tôi vừa chỉ cho các bạn cách nhận biết tibon thật, tibon giả. Thì hiện tại thì trên thị trường thì các keo tibon giả nó làm nhái rất là tinh vi, nên là các bạn cần phải lựa chọn nhà cung cấp uy tín để mua được hàng chất lượng tốt nhất. Các bạn có thể vào website tantienthanh.com để mua hàng chính hãng với giá thành tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này.